Trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án về ma túy trên địa bàn, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng là Cao Ngọc Dương, sinh năm 1982, trú tại xã Tiến Hóa, sử dụng xe ô tô mang biển kiểm soát 73A13016 vận chuyển, tàng trữ trái phép 17 viên ma túy tổng hợp để đưa đi tiêu thụ, đã bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4. Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 5 túi ni lông chứa 1.012 viên nén màu hồng được đối tượng khai nhận là hồng phiến. Số ma túy được mua ở Hà Tĩnh với giá 17 triệu đồng và mua về để bán lẻ với giá 100.000 đồng một viên.